Xa xưa, người Mường đã đánh giá rất cao tác dụng của cây xạ đen. Cây thuốc này được liệt kê là một cây thuốc tốt nhất trong các cây họ xạ và thường được sử dụng để điều trị các bệnh sau: 1. Giải độc mát gan, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị viêm gan, điều trị u biếu, mụn nhọt, ung thư. 2. Dùng làm thuốc kháng viêm, kháng khuẩn cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm nhiễm. 3. Dùng để cầm vết thương, chảy máu, chỉ cần nhai lá xạ đen đắp vào vết thương là có thể cầm máu, 2 ngày sau vết thương sẽ tự lành. Hiện nay, báo đài đang nói gì về tác dụng của cây xạ đen? Nhờ tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư rất hiệu quả, đã có hàng trăm bệnh nhân mắc ung thư ác tính trên cả nước sử dụng cây xạ đen và đến nay đã cho hiệu quả rất tốt. Có nhiều bệnh nhân vô phương cứu chữa, điều trị tại bệnh viện trả về, thế mà sau khi dùng nước cây xạ đen một thời gian thì người lại mất đau, ăn tốt, ngủ tốt, sức khỏe dần dần hồi phục, thật là tuyệt vời. Dẫn chứng, báo y khoa.net đã viết một bài báo nói về bài thuốc cây xạ đen và hiệu quả điều trị bệnh ung thư. Ngày nay, cây xạ đen được ứng dụng để điều trị những bệnh gì? Y học hiện đại đã công nhận tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của cây xạ đen qua công trình nghiên cứu về cây xạ đen của giáo sư Lê Thế Trung. Bởi thế mà ngày nay cây xạ đen đã được sử dụng rộng rãi trong y học hiện đại. Y học dân tộc đã ghi nhận công dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vô cùng hiệu quả của cây xạ đen. Xạ đen được sử dụng trong các trường hợp sau: dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư như ung thư phổi họng, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tử cung và các trứng và các chứng bệnh ung thư khác, cây xạ đen đều có tác dụng hỗ trợ điều trị rất tốt. Dùng làm thuốc ngăn u biếu, điều trị các khối trứng do u biếu và tiền ung thư, điều trị các loại biếu u lành, biếu cổ, u mỡ. Dùng làm thuốc kháng viêm, kháng khuẩn, tác dụng ổn định huyết áp, đặc biệt là huyết áp cao. Giải độc mát gan, hạ men gan, gan nhiễm mỡ, hỗ trợ điều trị xơ gan và viêm gan B.